Chào mừng các bạn đã đến với Zertech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Đêm qua thì Apple đã chính thức giới thiệu ra phiên bản iOS 15 ở trong Apple WWDC. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có iPadOS mới này, macOS mới này, nhưng đáng tiếc là không có bất kỳ thiết bị phần cứng nào mới. Vậy thì với phiên bản iOS 15 mới này, chúng ta sẽ có những gì và những gì chúng ta đang sử dụng được thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video này nhé. Nếu các bạn có quan tâm đến những sản phẩm của Apple thì có thể tham khảo tại click buy thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Ở đây thì mình đã nhanh tay update lên phiên bản iOS 15 rồi. Các bạn có thể nhìn thấy số hiệu phiên bản ngay ở đây. Đây là một cái widget mà mình rất là thích. Nếu các bạn muốn cài cái widget này thì có thể xem video ở ngay bên trên góc này nhá. Chúng ta sẽ có ở đây những gì? Đó chính là những cái cải tiến mới ở trong phần FaceTime. Thì các bạn có thể thấy khi mà chúng ta mở lên, chúng ta sẽ có một cái phần đó là FaceTime mới và một phần tạo liên kết. Với FaceTime mới thì đơn giản các bạn bấm vào và các bạn sẽ chọn những người mà các bạn sẽ muốn gọi FaceTime trong group. Thì khi đó nó sẽ có một số những cái thứ mới mẻ ở trong đây luôn. Ví dụ như khi mà có ai đó nói ở trong cái cuộc trò chuyện này thì hình ảnh đại diện của người đó sẽ tự động to lên một tí, âm thanh của người đó sẽ được đẩy lên một tí để tạo được sự chú ý. Cũng như là nó sẽ sử dụng AI để có thể khử ồn những cái tạp âm xung quanh để giúp cho chúng ta có thể chú ý được giọng nói của người đang nói hơn. Nói chung đây là một cái tính năng rất là hay và thú vị. Hơn nữa thì tính năng gọi nhóm trong FaceTime lần này cũng giúp cho chúng ta có thể là cùng nhau chia sẻ một nội dung ở trên Apple Music hay là trên Apple TV, và tất cả mọi người sẽ cùng nhau nghe một bài nhạc hoặc là xem cùng một bộ phim ở cùng một thời điểm. Và tất nhiên tất cả những người đang tham gia FaceTime cũng có thể control được về nhạc hay là Apple TV. Ví dụ như một người nào đó điều chỉnh bài nhạc lên phút thứ 3 chẳng hạn thì tất cả bài nhạc của người khác cũng sẽ nhảy lên phút thứ 3. Nói chung là tất cả mọi người cùng nhau nghe và cùng nhau điều khiển những cái nội dung mà chúng ta đang share. Có một cái nữa đó chính là phần tạo liên kết. Thì đây mình cũng đã tạo sẵn một liên kết ở trong FaceTime rồi. Thì các bạn có thể thấy rằng đối với phần tạo liên kết này, nó giúp cho chúng ta có một tính năng giống như kiểu là cái zoom mà các bạn hay sử dụng để hội họp á. Thì bây giờ FaceTime không còn chỉ dùng ở trên những cái thiết bị Apple, những thiết bị iDevice, mà nó còn giúp cho các bạn có thể chia sẻ link để cho những người khác không có thiết bị iDevice cũng có thể sử dụng được FaceTime trên một số trình duyệt. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ bấm vào chia sẻ liên kết, sau đó thì mình sẽ bấm vào sao chép và chia sẻ cho mọi người xung quanh. Từ đó thì chúng ta có thể sử dụng FaceTime giống như phần mềm Zoom mà mọi người đang sử dụng để họp trong cái mùa Covid như thế này. Thì đây cũng là một cái tính năng rất là thú vị, rất là hay mà Apple đã kịp thời bổ sung cho người dùng. Tiếp tới thì chúng ta sẽ có những tính năng mới ở trong phần iMessage. Thì đối với cái tính năng này, chúng ta sẽ có ở đây, đó là tính năng gộp ảnh. Trước đây khi mà các bạn gửi ảnh ấy, thì có thể nó sẽ rời rạc ra, nhưng bây giờ các bạn gửi nhiều ảnh lên lúc thì nó sẽ nằm gọn gàng như thế này. Và các bạn sẽ có thể tìm kiếm ảnh một cách rất là dễ dàng trong đây. Hay là phần Share with you thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể chia sẻ được nhiều những nội dung, ghim những thông tin. Và sắp tới thì sẽ hỗ trợ nhiều thêm bởi những cái ứng dụng đến từ Google, ví dụ như là podcast này, hay là chúng ta có Apple Music này, hay là Apple TV này kia, thì những cái nội dung đấy chúng ta có thể ghim và chia sẻ dễ dàng thông qua iMessage. Thứ ba đó chính là những cái thông báo sẽ được gộp lại. Cái thông báo này ở đây nó sẽ gộp lại ở đâu? Nó sẽ không gộp lại trong phần notification như thế này, mà nó sẽ được gộp lại ở trên màn hình chính. AI nó sẽ tự động nhận ra những cái ứng dụng nào quan trọng, những ứng dụng nào không quan trọng, và nó sẽ gộp thông báo lại. Những cái ứng dụng không quan trọng sẽ bị đẩy xuống. Từ đó thì những thông báo trên màn hình của chúng ta, thông báo trên màn hình khóa của chúng ta, nó sẽ được gọn gàng hơn. Nhưng ở đây hiện tại mình do là mình mới xóa thông báo rồi, đâm ra là không có cái thông báo nào. Nhưng tóm lại thì với tính năng này, nó sẽ giúp cho màn hình khóa của các bạn nhìn gọn gàng hơn, và những cái thông báo quan trọng các bạn vẫn có thể chú ý một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như những tin nhắn đến từ iMessage, những tin nhắn đến từ Messenger, hay là những thông báo đến từ Facebook sẽ được ưu tiên cao hơn so với những thông báo kiểu quảng cáo đến từ Shopee, Lazada này kia. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thứ tư đó chính là tính năng quét văn bản thành chữ. Thì đây là một tính năng nó có tên là Light Text. Nhưng hiện tại thì đối với chiếc iPhone 12 Pro mà mình đang test thì nó vẫn chưa hoạt động tính năng này, mà nó sẽ hoạt động ở trên cái chiếc iPhone 11 Pro Max mà mình đang có ở đây. Các bạn thấy buồn cười không? Hai chiếc máy đều update lên phiên bản iOS 15, nhưng thế hệ iPhone 12 Pro lại chưa hỗ trợ. Tính năng này nó sẽ như thế nào? Ví dụ như khi mà các bạn có một cái bức ảnh mà có đoạn văn bản gì đó, thì bạn có thể bấm vào đây và
Từ đó thì nó sẽ cho các bạn những tùy chọn như là sao chép văn bản này, chọn này, tra cứu này, hoặc là chúng ta có thể bấm vào dịch. Nhưng hiện tại thì dịch vẫn sẽ chỉ sử dụng cái tính năng đó là dịch của Apple mà thôi, nên là nó vẫn chưa hỗ trợ chúng ta dịch sang tiếng Việt, mà nó sẽ chỉ hỗ trợ một số những ngôn ngữ như là tiếng Ả Rập, tiếng Anh, rồi tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, rất nhiều ngôn ngữ, nhưng mà trong khi đó thì sẽ không có tiếng Việt. Thế nên là các bạn sẽ phải chờ đợi thêm. Nếu như mà Apple hỗ trợ chúng ta tiếng Việt thì có thể có, còn nếu không hỗ trợ thì có thể không. Ngoài ra thì cái tính năng này á, nó còn giúp cho các bạn có thể tìm kiếm được đồ vật, nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa tìm ra được cái chỗ này. Ví dụ như tra cứu đi, thì nó sẽ có thể giúp chúng ta tra cứu trên web cái từ Ryzen này. Đó, các bạn thấy không? Rất nhiều những thứ con chip liên quan đến Ryzen này. Thì đó là những cái thứ mà nó sẽ có trong phần LiteTech. Ngoài tra cứu trên những bức ảnh thì các bạn cũng có thể tra cứu trực tiếp ở trên cái màn hình như thế này. Ví dụ như khi mà mình để ở đây này, nó sẽ tự động hiện nhận ra và chúng ta chỉ cần bấm vào đây một cái là nó sẽ tự động quét ra ở đây rồi, và các bạn có thể copy trực tiếp văn bản ở trên đây. Đó, xịn không ạ? Rất là tiện lợi để cho các bạn có thể copy văn bản thành chữ. Thế nhưng sẽ có một cái vấn đề nữa, đấy là mình cảm thấy rằng nó vẫn hoạt động chưa hiệu quả lắm khi mà mình copy này. Nếu như là ngôn ngữ tiếng Việt nhá, mình dán nó vào trong phần tin nhắn chẳng hạn, thì cái chữ nó vẫn bị lỗi phông khá là nhiều. Beige. Đó, các bạn thấy không? Bữa trưa vui vẻ cùng Loteria 1 phút chót, cả nhà 2 phòng đi, ngồi mát chút. Các bạn thấy không ạ? Nói chung là nó vẫn chưa nhận diện rõ ra được cái ngôn ngữ của tiếng Việt và những cái dấu của tiếng Việt. Hiện tại mình nghĩ chắc là nó vẫn hoạt động tốt nhất khi mà chúng ta sử dụng để quét văn bản là tiếng Anh ở trên những bức hình mà thôi. Mong rằng là Apple sẽ có thể sớm cải thiện được cái vấn đề này, giúp cho chúng ta có những trải nghiệm là tốt hơn. Tiếp tới đó chính là tính năng về Memory. Thì nó là một cái tính năng mà trước đây các bạn cũng đã thấy trên những phiên bản iOS 12, 13, 14 rồi. Đó là tính năng giúp chúng ta có thể tạo ra được những cái kỷ niệm ở trên cái album mà các bạn đã chụp. Ví dụ như là nó sẽ phân biệt, nó sẽ quét ra từng album, như là chụp ảnh ở Đà Lạt này, chụp ảnh ở Đà Lạt này, và tiếp theo một album nữa thì cũng lại là Đà Lạt và Đà Lạt này. Đây là những người bạn 4 chân. Rồi, ok, thì nó sẽ có những cái gì mới? Khi mà các bạn bấm vào, chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa nhiều hơn, chúng ta có thể tương tác nhiều hơn với những thứ mà Apple tự động mang lại cho chúng ta, thay vì việc là trước đây các bạn sẽ chỉ chọn được một số những cái liên quan đến là nhịp nhạc vui vẻ này, hay là nhịp nhạc hạnh phúc này, hay là nhịp nhạc thư giãn này. Thì bây giờ chúng ta đã có thể sửa được nhiều hơn. Ví dụ như các bạn có thể chỉnh sửa được thứ tự của những bức ảnh này, các bạn có thể thêm được nhạc từ Apple Music. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Đây là một điều rất là tuyệt vời. Tức là các bạn đã có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn những cái bài nhạc vào bên trong cái kỷ niệm mà Apple đã tạo sẵn ra cho các bạn. Và các bạn cũng có thể chỉnh sửa nó nhiều hơn, tương tác với nó nhiều hơn, và các bạn cũng có thể thay đổi được cái tông màu sao cho phù hợp và theo cái sở thích của các bạn. Nói chung rằng là Apple đã giúp chúng ta có thể là tương tác và điều khiển dễ dàng, control hơn về cái memory mà cái ứng dụng Apple Photo tạo ra cho chúng ta. Một tính năng nữa đó chính là tính năng tập trung, và cũng có thể gọi là tính năng game mode ở trên iPhone chẳng hạn. Đó là khi các bạn bấm vào đây thì chúng ta sẽ có một số những tùy chọn không làm phiền, giống kiểu cá nhân, làm việc, ngủ, hay là chúng ta cũng có thể tự tạo một cái profile khác, ví dụ như là cái profile chơi trò chơi chẳng hạn. Thì cái này nó đơn giản giống như kiểu là các bạn bật cái chế độ tập trung lên, và khi đó thì nó sẽ cho phép chỉ một vài những ứng dụng, một vài những người có thể là tạo ra được cái thông báo lên máy của bạn. Ví dụ như mình thêm liên hệ này, và mình thêm một số của vợ mình chẳng hạn, thì khi mà mình chơi game, chỉ có thông báo của vợ mình nhắn tin tới thì mình mới nhận được thôi. Hoặc là mình thêm cái ứng dụng đó là Shopee hay Lazada hay là Facebook chẳng hạn, thì khi mà mình chơi game, chỉ có ứng dụng Facebook mới hiện được cái thông báo vào trong cái game mà mình đang chơi mà thôi. Thì đây cũng là một tính năng mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Ví dụ như khi mà các bạn đang làm việc hay khi mà các bạn đang làm gì đó, thì nó đều có thể giúp cho các bạn có thể tập trung hơn. Và ở trên cái phần này thì các bạn có thể là để hiện cho người khác thấy được rằng là các bạn đang làm gì. Ví dụ như các bạn để hình mặt trăng không làm phiền, thì người khác muốn nhắn tin iMessage cho các bạn, thì ở trên cái phần iMessage của người kia sẽ hiện lên rằng là bạn đang để chế độ không làm phiền. Và từ đó thì họ sẽ biết rằng bạn đang muốn tập trung và họ sẽ không làm phiền bạn nữa. Đây là một tính năng rất là hay, đúng không ạ? Ngoài những cái tính năng mà mình đã chia sẻ đến cho các bạn ra, thì chúng ta cũng sẽ có một số những tính năng khác liên quan đến là Apple Wallet này. Và chúng ta cũng sẽ có một số những cải tiến ở trong phần
Apple Map. Nhưng mà những cái thứ đó thì có vẻ là nó sẽ không hoạt động hiệu quả ở Việt Nam. Thế nên là mình cũng không cần chia sẻ đến cho các bạn bởi vì tính năng đó quá là thừa. Hay là chúng ta cũng sẽ có một cái ứng dụng mà mình thấy cũng lạ lạ ở đây, đó chính là kính lúp. Thì đây là một ứng dụng giúp cho các bạn có thể zoom, thu phóng và cũng như chụp ảnh lại và thu phóng trực tiếp. Nhưng sau khi mà các bạn thu phóng xong, các bạn bấm vào nhân hoặc là các bạn thoát ra thì bức ảnh đó sẽ tự động bị xóa, chứ nó không lưu vào trong phần photo. Giống như kiểu là đôi khi mình muốn chụp một cái gì đó để zoom lên, nhưng sau khi zoom xong thì mình lại muốn xóa nó đi. Ví dụ như này chẳng hạn. Đó, đó, các anh em thấy chưa? Thì mình lại phải xóa bằng tay. Thì đây cũng là một cái ứng dụng giúp chúng ta có thể làm được những vấn đề này một cách dễ hơn. Chụp vào và zoom lên, chụp vào và zoom lên. Và trên đó là một số những tính năng mới mà mình chia sẻ đến cho các bạn trong video ngày hôm nay, những tính năng ở trên phiên bản iOS 15. Nói chung rằng là nó vẫn chưa đạt được như kỳ vọng của mình, như là sẽ có Always On Display chẳng hạn, hay là có những thứ mới mẻ, những cái giao diện mới hơn ở trong phần setting thì nó vẫn chưa có. Thì các bạn thấy sao về phiên bản iOS 15 này? Xin một comment để lại ý kiến của các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video này dừng lại tại đây nhá. Các bạn thấy quick đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của The Tech. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video lần sau.